Nét chữ là nét người, nhằm mục đích giúp học sinh nâng cao năng lực viết. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị phụ huynh và các giáo viên tiểu học sách Thực hành viết đúng, viết đẹp 2, gồm có 2 tập. Đây là một cuốn sách tham khảo hay và bổ ích cho các bé học sinh lớp 2, hỗ trợ các em trong quá trình học tập và rèn luyện. Sách được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, gồm 2 tập. Thông qua các bài tập luyện viết và các bài tập chính tả, các em sẽ nắm vững cách viết đúng cỡ chữ, kiểu chữ, các quy tắc chính tả, cách trình bày bài viết bằng hình thức thực hành, luyện tập. Từ đó hình thành thói quen viết đúng, tiến tới viết đẹp. Cấu trúc sách được biên soạn theo từng tuần, mỗi tuần được thiết kế gồm 3 phần. Phần thứ nhất là tập viết, hướng dẫn các em cách viết đúng cỡ chữ, kiểu chữ. Phần thứ hai, chính tả, nhìn viết hoặc chính tả nghe viết giúp các em viết lại những từ đã cho sẵn hoặc nghe sau khi các em biết cách viết các từ ở phần tập viết. Phần thứ ba là bài tập chính tả, gồm hệ thống các bài tập về chính tả nhằm giúp các em ôn lại kiến thức đã học. Trong giai đoạn đầu, các thầy cô giáo và ba mẹ có thể giúp các em tìm hiểu yêu cầu bài tập. Đối với bài tập viết, chính tả nhìn viết, bài tập chính tả, các con thực hiện theo yêu cầu của bài. Đối với bài chính tả nghe viết, thầy cô giáo hoặc phụ huynh đọc cho các em luyện viết theo bài ghi ở phụ lục sách. Ngoài ra, học sinh cũng có thể tham khảo cách trình bày bài viết ở phần phụ lục để tự luyện viết. Vì là sách luyện chữ đẹp nên các tác giả rất đầu tư về mặt nội dung. Bên cạnh đó, những hình ảnh minh họa dễ thương, gần gũi cũng được lồng ghép khéo léo, khiến cuốn sách thêm phần sinh động và hấp dẫn khiến trẻ em cảm thấy việc tập viết không còn nhàm chán mà thích thú khi lật giữa từng trang sách. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng thuộc nhà xuất bản giáo dục Việt Nam vinh hạnh là đơn vị xuất bản cuốn sách này. Hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cùng đồng hành với các em trong quá trình luyện viết chữ đẹp. Quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh quan tâm có thể liên hệ đặt sách tại website mua hàng trực tuyến www.icbooks.vn